Thưa sư, gia đình con vốn theo đạo Công giáo. Con biết ở bổn phận người con thì chỉ có thể hướng dẫn cha mẹ bắt đầu từ việc thí xả, tức là buông bỏ xả tài, bố thí, giữ giới, rồi mới đến sự sang chi kiến cho đúng. Con bắt đầu hướng dẫn trong pháp thí xả bằng cách hướng dẫn cha mẹ thí xả hãy nghĩ đến đối tượng là tập thể, rồi đến giới hạnh đẹp thì thêm đẹp, khỏe thì thêm khỏe, đang tu tập thì tiếp tục tu tập, đa văn tiếp tục đa văn, hành giả tiếp tục hành là hành giả, trí tuệ tiếp tục là trí tuệ, thiền định tiếp tục thiền định, tin vào thánh nhân quả như bài kinh phân biệt cúng dường, tư tiền, tư hiện, tư hậu. Trong lúc thí xả thì nên làm như thế nào, và cha mẹ đã làm theo được kèm với việc giữ giới. Điều con còn băn khoăn ở đây là đối tượng cha mẹ con nhắm đến vẫn còn là ngoại đạo và vẫn chưa đúng chánh kiến, khiến con sợ là sự hướng dẫn cũng giống như là đang đốc thúc dẫn cha mẹ đi sai đường, nên sẽ gây ra thêm ác nghiệp cho mình lẫn gia đình của con. Con vẫn cố gắng, lâu lâu cố gắng giảng về tà kiến một đấng toàn năng cho cha mẹ khi con cảm thấy nên được giải thích, xin sự hướng dẫn. Quý vị đã giúp cho cha mẹ giữ giới và biết thí xả thì điều đó đã là quá tốt rồi. Còn đối tượng thí thì dù cho đó chỉ là một người, chỉ là một cái con kiến, con gián thì vẫn có phước, huống chi là bố thí cho con người. Cho nên là khi bố thí mà bố thí cho người thì nó đã là điều quý giá rồi. Trong chú giải của kinh phân biệt cúng dường á, có nói như thế này: tu sĩ ngoại đạo chứng đắc thiền có thần thông, tức là họ chứng thiền, họ có thần thông á, cúng dường cho họ phước không bằng cúng dường cho người cư sĩ giữ năm giới. Ngoại đạo chứng thiền có thần thông bay lơ lửng ở trên trời á, nha, cúng cho họ không bằng cúng cho quý vị. Quý vị đó giữ năm giới thôi, đừng nói giữ tám giới, tám giới mình còn cao cấp hơn nữa. Cho nên là thì bây giờ mình gọi là có được thì tốt rồi. Khi mà cha mẹ mình chưa có điều kiện thì giúp cho hai ông bà biết bố thí, biết giữ giới như vậy là tốt rồi. Còn chừng nào á mà có cơ hội, mình thấy cái điều kiện nó đủ á, thì mình hẳn giúp thêm, chứ để tránh nó phản tác dụng. Khi mà mình nói thì mình phải suy tư là có đúng thời điểm hay không, người nghe họ có thể lắng nghe hay không. Ví dụ như đợt rồi đó, sư gặp một cái cô, cổ gặp sư, cổ nói cổ bị dông theo, mà sư nhìn mặt cổ thì có vẻ là cổ chỉ đến với cái ý nghĩ là cầu may thôi. Thì sư cho cổ đi về, tại vì sư nhắm là lời sư nói không được coi trọng một cách đúng mức. Mà khi không được coi trọng một cách đúng mức, họ không thực hành một cách đúng mức, mà với người như vậy thì họ không có lắng nghe, mà họ chỉ đơn giản là đi đến cái cầu may, thì thôi tốt nhất là đi về. Sư không có mặn mà như thế, tại vì biết đó không phải là thời điểm. Thời điểm một người biết lắng nghe nó khác, thời điểm một người không biết lắng nghe thì mình không cần phải nói. Khi mình giúp đỡ người khác cũng vậy, mình phải xem coi là có đúng thời điểm hay không. Cái đúng thời thì nó rất là quan trọng. Đúng thời thì cái gì cũng được hết trơn.
Quý vị nên nhớ là ngay cả Ngài Xá Lợi Phất á, thì cũng chờ cho đến khi Ngài chuẩn bị viên tịch, cái đêm cuối Ngài mới về nhà. Tại vì Ngài biết vào thời điểm đó mới đúng thời có thể độ mẹ mình được. Còn trước đó thì bà hận chư tăng rồi đủ thứ trên trời dưới đất hết, thì Ngài vẫn im lặng, tại vì Ngài biết là chưa đến thời. Hay như là vị tỷ kheo Sa Nặc, tức là người dắt ngựa cho Bồ Tát ấy, thì suốt cái thời kỳ mà Đức Phật còn tại thế, không ai nói gì được vị tỷ kheo này hết. Mình nói giống như là cậy quyền ấy. À, tại vì cái vị này là đã theo Ngài từ hồi Ngài còn là Bồ Tát mà, cho nên không ai nói gì được hết. Đức Thế Tôn Ngài im lặng, Ngài không có động tới, bởi vì Ngài biết là chưa phải lúc. Ngài biết là cái ông Sa Nặc này nè phải chờ cho tới khi là Ngài tịch rồi đó, thì mới giải quyết được. Mà quý vị biết là Sa Nặc là người sinh cùng lúc với Bồ Tát. À, có năm nhân vật là sinh cùng thời điểm với Bồ Tát. À, thì Sa Nặc là một trong số đó. Có nghĩa là lúc mà Đức Thế Tôn viên tịch thì Sa Nặc cũng 80 tuổi rồi. Một cụ 80 tuổi. Đó, mà phải chờ tới thời điểm đó mới giải quyết được. Quý vị biết chư tăng chắc cũng phải ngậm ngùi dữ lắm. Ừ. Nói như vậy để quý vị biết là có những người ấy, mình phải chờ, mình phải kiên nhẫn mình chờ, thậm chí chờ đến cái phút cuối cùng. Thậm chí là chờ đời mình không được, mình phải chờ đời sau, cái lúc mà mình chết rồi thì mới xử được. Đó là như vậy. Cho nên là mình phải có cái sự kiên nhẫn và phải có trí tuệ để biết được đâu là thời điểm.